Xin chào các bạn, mình là Phùng Bảo Tuấn Anh. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Cảnh Kỳ. Năm nay mình và Cảnh Kỳ 16 tuổi và đến từ Cửa Lò, Nghệ An. Và sắp tới đây tháng 11, mình và Cảnh Kỳ có sang Úc để học chương trình tiếng Anh và chương trình trung học phổ thông 11-12 tại trường Cao Phong. Gia đình mình và gia đình Tuấn Anh có định hướng du học từ năm lớp 10. Chúng mình đã tìm hiểu qua các công ty tư vấn du học từ Nghệ An đến Hà Nội. Thật may mắn khi mình và Kỳ cũng đều có một cái bạn chú đã từng làm hồ sơ tại 360 Connect và được giới thiệu. Chúng mình đã đến và được cả anh chị bên 360 Connect tư vấn và làm hồ sơ đi du học. Gia đình bọn mình được cả anh chị bên 360 Connect tư vấn về việc chọn thành phố, chọn trường và trường chuyên học và chuẩn bị hồ sơ để nạp xin visa du học. Bên cạnh đó thì cả anh chị bên 360 Connect còn luyện phỏng vấn cho bố mẹ mình và bố mẹ Cảnh Kỳ để trả lời câu hỏi phỏng vấn từ bên trường và bên đại sứ quán. Thật may mắn sau 3 tuần mình và Cảnh Kỳ nạp hồ sơ xin visa thì mình đã được bên đại sứ quán cấp visa du học và đây là visa của mình. Và đây là visa của mình. Em xin cảm ơn các anh chị ở 360 Connect đã đồng hành cùng chúng em trong suốt thời gian làm hồ sơ và xin visa du học. Và em cũng xin cảm ơn tất cả anh chị bên 360 Connect đã luôn hỗ trợ và tư vấn bọn em trong suốt quá trình xin visa du học Úc. Và sắp tới đấy bọn em sang Úc, em cũng xin cảm ơn tới các anh chị đã kết hợp với trường sắp xếp homestay cho bọn em. Em xin chân thành cảm ơn. Em và Cảnh Kỳ cùng hy vọng rằng các anh chị bên 360 Connect sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ em trong quá trình tìm em theo học tại Úc. Em xin chân thành cảm ơn. Em xin chân thành cảm ơn.